chia sẻ xúc động của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Phương Đông, nguyên chủ nhiệm khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ngày Tổng Bí thư từ trần, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Ngẹn ngào, Bác sĩ Nguyễn Phương Đông nói, Tổng Bí thư luôn ở trong trái tim chúng tôi, những người thầy thuốc. Nhiều năm chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư, tôi học được tinh thần lạc quan, vui vẻ, gần gũi với mọi người. Có những lúc rất mệt, cơn đau đến nhưng Tổng Bí thư vẫn nén lại, nở nụ cười thật tươi và ra câu đố vui. Theo Bác sĩ Nguyễn Phương Đông, trong cuộc sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người ân cần, quan tâm đến những người xung quanh. Đi công tác về hoặc lâu ngày gặp lại, Tổng Bí thư đều hỏi thăm, động viên các cán bộ. Dường như trong tiếp xúc hàng ngày không có khoảng cách giữa nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước với cán bộ dưới quyền. Điều mà Phó Giáo sư Nguyễn Phương Đông luôn ấn tượng đó là sự giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư là người đơn giản, không cầu kỳ trong trang phục. Bác thường nói thích sự đơn giản, mặc đồ cần thoải mái. Nhưng khi tiếp khách quốc tế hoặc những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư luôn cẩn thận, chỉnh chu. Một điều mà cán bộ chiến sĩ nhân dân của khoa luôn cảm nhận tình cảm ấm áp của Tổng Bí thư, đó là sự quan tâm đối với mỗi người, không phân biệt vị trí công tác. Bác sĩ Đông kể, cũng theo các cán bộ của khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương luôn, mọi người ở đây rất ấn tượng với cường độ làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay cả thời gian chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, Tổng Bí thư luôn có lịch làm việc cụ thể. Thông thường, đầu giờ buổi sáng đều có các đồng chí là thư ký, trợ lý, chánh văn phòng đến báo cáo công việc. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ, Tổng Bí thư đọc tài liệu, đọc báo và đọc sách. Buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến khoảng 16 giờ là bác đọc tài liệu. Thậm chí, đến ngày Tổng Bí thư từ trần, buổi sáng ông vẫn nghe báo cáo công việc. Tổng Bí thư đã làm việc cho đến giờ phút cuối cùng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Đông bồi hồi kể lại những giờ phút cuối bên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một trong những người lo bữa ăn hàng ngày cho Tổng Bí thư, chị Nguyễn Thị Xoa, khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chia sẻ. Bình thường, khoảng 6 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ đã chuẩn bị bữa sáng cho bác rồi, nhưng nay thì không còn được nấu cho bác nữa rồi. Những ngày qua, chúng tôi rất buồn vì không được chuẩn bị bữa ăn cho bác nữa. Theo chị Xoa, Tổng Bí thư ăn uống rất đơn giản, ăn theo chế độ bệnh lý. Món ăn thường là đồ rất mềm. Chúng tôi luôn muốn đổi thực đơn cho phù hợp, nên đều hỏi hôm nay bác muốn ăn gì. Bác chỉ cười hiền hậu, các cô cho tôi ăn gì cũng được. Không bao giờ bác yêu cầu. Bác thích ăn mì tôm, nhưng để đảm bảo sức khỏe, chúng tôi không để bác ăn nhiều. Thậm chí, khi ăn dù thấy không ngon, nhưng bác cũng nói là rất ngon và không bao giờ chê, luôn miệng khen và động viên chúng tôi. Chị Xoa xúc động. Trong câu chuyện kể về Tổng Bí thư, chị Xoa cũng như các nhân viên nấu ăn khác đều chia sẻ. Tổng Bí thư ăn uống rất giản dị, không cầu toàn. Bác rất hiền hậu, tận tụy với công việc và gắn bó với các nhân viên ở đây như là những người thân trong gia đình. Những ngày cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào chiều 19 tháng 7. Sự ra đi của Tổng Bí thư khiến cán bộ, nhân viên y tế tại đây xót thương, òa khóc nức nở. Với các nhân viên y tế ở đây, suốt thời gian hơn 4 năm qua được chăm sóc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những tình cảm ân cần, thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư dành cho các cán bộ y tế bệnh viện, sự tận tâm cống hiến của ông đều mang lại mỗi người bài học quý giá. Ngày 22 tháng 7, chia sẻ về khoảng thời gian cuối cùng được chăm sóc điều trị cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân viên cán bộ y tế khoa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương nói riêng và cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung vẫn bồi hồi xúc động khi nhắc lại khoảng thời gian đau thương diễn ra vào chiều 19 tháng 7 khi Tổng Bí thư từ trần. Theo Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã mời các chuyên gia y tế trong và ngoài nước hội chẩn đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho Tổng Bí thư.
Tất cả cán bộ, nhân viên y tế tại đây đều có một tình cảm đặc biệt với Tổng Bí Thư như một người ông, người cha, người thân ruột thịt trong gia đình, giáo sư Song chia sẻ. Theo giáo sư Lê Hữu Song, sau mỗi lần Hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương hội chẩn xin thông qua với Tổng Bí Thư phương án điều trị, sử dụng các kỹ thuật chăm sóc, Tổng Bí Thư đều nói một câu rất ấm lòng, tuân chỉ. Tổng Bí Thư chưa bao giờ khó chịu với việc chăm sóc của nhân viên y tế, luôn kiên trì điều trị và tuyệt đối tuân thủ chỉ định của đội ngũ chăm sóc. Với đội ngũ nhân viên y tế tại đây, Tổng Bí Thư là một bệnh nhân đặc biệt, bởi bác là một người luôn luôn phối hợp, tuân thủ trong công tác điều trị và hài lòng, yên tâm với trình độ, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện, Thiếu tướng Lê Hữu Song nói. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Song, trong suốt quá trình điều trị, mặc dù có mệt nhưng Tổng Bí Thư vẫn luôn cố gắng tập từng bước để sức khỏe bình phục trở lại. Có lúc mệt mỏi không muốn ăn, nhưng Tổng Bí Thư vẫn cố gắng ăn theo tiêu chuẩn để có được sức khỏe tiếp tục làm việc. Sự cố gắng của Tổng Bí Thư làm cho các cán bộ nhân viên bệnh viện càng phải cố gắng hơn nữa trong công việc của mình. Trong những ngày cuối, sức khỏe yếu dần đi, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn duy trì cường độ làm việc. Mặc dù Hội đồng chuyên môn đã tiên lượng được sức khỏe của Tổng Bí Thư, nhưng vẫn bất ngờ trước sức làm việc của Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư đã truyền lại cho chúng tôi năng lượng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Với cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, họ không chỉ vinh dự được chăm sóc mà còn được học hỏi nhiều điều từ Tổng Bí Thư mỗi ngày. Giáo sư Song chia sẻ. Sáng bác vẫn làm việc, nhưng chiều phải đặt ống thở máy. Là người trực tiếp chăm sóc cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhiều năm qua, Đại tá và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, nguyên chủ nhiệm khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ. Cho đến những ngày, tình trạng sức khỏe yếu đi, Tổng Bí Thư vẫn duy trì lịch làm việc. Khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng, Tổng Bí Thư nghe các trợ lý, thư ký báo cáo tình hình công việc. Từ sau 10 giờ 30 phút vào buổi chiều, Tổng Bí Thư dành thời gian tiếp các vị lãnh đạo nhà nước. Khi nào thấy sức khỏe tốt, Tổng Bí Thư ngồi đọc tài liệu, nghiên cứu tài liệu, bác làm việc cho tới hơi thở cuối cùng. Ngày 13 tháng 7, bác vẫn làm việc, nhưng chiều chúng tôi phải đặt ống thở máy. Giây phút cuối cùng biết không thể cứu bác, chúng tôi cảm thấy mình như sắp xa một người cha, một người ruột thịt, nhiều người bật khóc. Chúng tôi thấy rất buồn, trống vắng, hụt hẫng, tiếc thương, như mất đi điều gì đó thiêng liêng, không thể tả nổi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc một người vĩ đại như bác và tiếc không thể làm gì hơn được cho bác, Phó Giáo sư Nguyễn Phương Đông tâm sự. Là điều dưỡng rất vinh dự được trực tiếp chăm sóc cho Tổng Bí Thư trong khoảng 4 đến 5 năm qua, Thiếu tá, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hồng tâm sự. Tổng Bí Thư là người rất giản dị, mộc mạc, hiền lành, để lại cho các y bác sĩ nhiều yêu thương, nhiều cảm xúc. Khi gặp chúng tôi, Tổng Bí Thư luôn hỏi han xem con cái chúng tôi đi học thế nào, có khó khăn gì không và trò chuyện rất vui vẻ. Bác gắn bó với chúng tôi như gia đình, bác như người cha, người chú, điều dưỡng Hồng nhớ lại. Hướng đôi mắt về căn phòng quen thuộc, điều dưỡng Hồng nghẹn ngào nói, ngay cả khi bác rời xa căn phòng này, khi chúng tôi trở lại đây vào ngày hôm sau, đôi mắt chúng tôi vẫn hướng về phòng bác. Những nếp quen, thói quen sinh hoạt hàng ngày, những hoạt động chăm sóc bác mỗi ngày vẫn hiện hữu trong tâm trí mỗi chúng tôi. Bác đã để lại cho chúng tôi rất nhiều tình cảm thương yêu và một tấm gương rất cao cả của người chiến sĩ cách mạng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng kể lại, sau thời gian căng thẳng, công việc vất vả, đôi lúc Tổng Bí Thư hài hước chia sẻ về tình yêu mộc mạc, giản dị, đạp xe trên triền đê. Chiều chiều khi ngồi ở bộ bàn ghế đặt ngoài hành lang hướng ra sông Hồng, Tổng Bí Thư hay đọc những vần thơ nói vui về tình yêu. Nhớ ai nhớ mãi thế này, nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn. Phía ngoài căn phòng điều trị, bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay hành lang, nơi thư giãn mỗi ngày của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và các nhân viên y tế. Phía ghế Tổng Bí Thư ngồi, hướng tầm mắt ra sông Hồng. Mỗi ngày, Tổng Bí Thư đều dành khoảng thời gian sáng sớm và chiều muộn để thảnh thơi, thư giãn, ngắm cảnh sông Hồng lúc bình minh lên và rạng đông mỗi chiều. Những lúc đó, Tổng Bí Thư nói chuyện thời sự, đôi khi là chuyện vui để thư giãn. Khâm phục sức làm việc phi thường của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, điều dưỡng Hồng cho hay, Tổng Bí Thư gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Khi tỉnh giấc, ngoài thời gian uống trà buổi sáng, tập thể dục, Tổng Bí Thư đều dành thời gian đọc báo, làm việc, tiếp khách. Khi nào mệt, Tổng Bí Thư sẽ đề nghị được nghỉ ngơi. Điều dưỡng Hồng cho biết, chị cảm thấy vinh dự và may mắn khi được ngồi cạnh Tổng Bí Thư vào mỗi bữa cơm. Món ăn ưa thích nhất của ông là món sữa chua, dù có bớt lại một phần cơm hay thức ăn trong khẩu phần, nhưng lúc nào bác cũng ăn hết phần sữa chua.
Theo chia sẻ của nữ điều dưỡng, Tổng Bí thư rất thích ăn kẹo lạc. Trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng có lọ kẹo. Mỗi lần các y bác sĩ ngồi quanh bác nghe kể chuyện, Tổng Bí thư đều mời cùng thưởng thức, rất gần gũi thân mật. Tổng Bí thư cũng thường chia sẻ về những khó khăn vất vả của cán bộ y tế. Tổng Bí thư rất thích bài ca Bác Sơn. Khi đó, các anh em trong ca trực đều tập trung cùng ông và hát bài vài câu. Bác Sơn nơi đó trường xưa, Bác Sơn đây núi rừng chiến khu, không khí rộn cả góc hành lang. Với những nhân viên y tế ở đây, dường như những ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ. Đó là tấm gương của một nhà lãnh đạo mẫu mực, giản dị, mộc mạc, gần gũi, là bài học cho mỗi cán bộ y tế tại đây cần phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến, thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.